Trên tay mình đang cầm là chiếc Samsung Galaxy Note 8.0. Đây là chiếc máy tính bảng cỡ 8 inch, có hỗ trợ bút cảm ứng của Samsung, vừa có hàng tại Mai Nguyên. Thì chiếc Galaxy Note 8.0 này trước đây thì Mai Nguyên cũng đã có một cái bài review về cái sản phẩm này. Tuy nhiên thì thời điểm đó thì cái phiên bản đó là phiên bản chưa chính thức. Thì đây là chiếc máy tính bảng đầu tiên có hàng tại Mai Nguyên. Thì cái hộp của cái chiếc Galaxy Note 8.0 này được sử dụng bằng giấy tái chế, cho nên là chúng ta thấy là cái hộp này có một cái màu vàng vàng hơn là những cái dòng sản phẩm đang bán trên thị trường hiện nay. Ở phía sau vẫn được in một số các thông tin chính của chiếc Galaxy Note 8.0 này. Thì sản phẩm sẽ có cái màn hình cảm ứng điện dung rộng 8.0 inch, sử dụng một cái công nghệ màn hình Super Clear LCD, hỗ trợ công nghệ 3G. Máy có bộ xử lý là 1GB 6 lõi tứ, có cấu hình tương đối khá cao, với bộ nhớ RAM là 2GB. Máy hỗ trợ viết S Pen, có khả năng xem video chuẩn Full HD. Camera của máy là 5.0MP và có camera trước là 1.3MP. Máy hỗ trợ GPS, có một cái cổng hồng ngoại để chúng ta điều khiển các dòng TV. Và pin của máy là 4600mAh. Bây giờ mình sẽ khui chiếc hộp máy này. Thì do máy mới vẫn còn siêu, mình sẽ khui chiếc máy này. Thì chiếc máy này sau khi khui siêu ra thì sẽ làm máy test để cho các bạn có thể là đến các chi nhánh của Mai Nguyên có thể test sản phẩm này ở trên các booth của Samsung. Thì đây là chiếc máy tính bảng Samsung Galaxy Note 8.0. Phụ kiện kèm theo của máy, ngay cả cái sách hướng dẫn cũng được in bằng cái mẫu giấy vàng vàng như thế này. Phụ kiện bên trong gồm có một cái tai nghe, các đầu tai nghe, cáp micro USB và một cái adapter sạc. Thì tất cả các phụ kiện kèm theo đều có màu trắng, hợp với chiếc máy màu trắng này. Đây là chiếc Galaxy Note 8.0, máy có thiết kế khá nhẹ. Cái cạnh bên hông của máy được thiết kế hơi vuông vuông giống như là trên Galaxy F4. Thì cái bản phiên bản trước đây Mai Nguyên cầm thì có thiết kế hơi khác hơn so với các phiên bản này. Khác nhất là cái cổng sạc trên chiếc máy Galaxy Note 8.0 mà trước đây Mai Nguyên có bài review thì sử dụng cái cổng lớn dành cho máy tính bảng. Thì với phiên bản này thì Samsung đã thiết kế cho cái cổng sạc nó nhỏ gọn lại. Với cái cổng sạc này thì chúng ta có thể dễ sử dụng hơn nhiều so với cái cổng kia của Samsung. Thì như mình nói trước đây thì chiếc Galaxy Note 8.0 này có giống như là một chiếc Note 2 được phóng to lên. Đây là cái màn hình cảm ứng điện dung rộng 8.0 của Galaxy Note 8. Ở phía trên có loa để chúng ta làm thoại, phía dưới là có logo của Samsung, kế bên là các cảm biến và camera trước. Ở phía dưới có 3 nút điều khiển, ở giữa có một cái nút phím cứng và hai bên là hai phím cảm ứng. Đây là cạnh phía bên tay phải, gồm có một cái nút nguồn, một nút điều chỉnh âm lượng và một cái cổng hồng ngoại. Ở phía dưới là có một cây bút S Pen. Cái bút S Pen này có màu trắng. Đây là cạnh phía bên tay trái, gồm có một cái khe cắm thẻ nhớ. Thì Galaxy Note 8.0 này hỗ trợ cái khe cắm thẻ nhớ này lên tới 64GB. Ở phía dưới khe cắm thẻ nhớ là khe cắm SIM. Nó 8.0 vẫn sử dụng cái SIM lớn bình thường chứ không có sử dụng SIM nhỏ. Cạnh trên gồm có cổng audio. Đây là cạnh dưới có cổng sạc. Và hai bên là hai cái loa ngoài. Ở đây là có một cái microphone để chúng ta đàm thoại. Đây là mặt sau.
với camera 5 megapixel. Cái camera này được thiết kế hơi lồi hơn so với cái mặt của nắp sau. Khi mà dòm thẳng dòm như thế này thì chúng ta sẽ có thấy rõ ràng hơn là cái camera này được Samsung thiết kế lồi. Ở phía dưới có một cái thông tin, đó là máy có hỗ trợ 3G Wi-Fi và bộ nhớ trong của máy là 16GB. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, giống như các sản phẩm đang bán trên thị trường của Samsung. Đây là cái giao diện màn hình chính của máy. Thì các bạn thấy là cái giao diện này có rất là quen thuộc với ai đã sử dụng cái dòng sản phẩm smartphone của Samsung. Thì do cái sử dụng cái màn hình LCD cho nên là cái hình ảnh với lại cái độ sáng của máy rất là tốt. Ở đây mình sẽ thử vào cái phần cài đặt của máy. Thì khi mà vuốt từ trên xuống dưới thì chúng ta thấy là có những cái thanh cài đặt nhanh ở trên này. Có một cái chế độ là đa cửa sổ vân vân rất là nhiều. Có cả chế độ để chúng ta đọc sách ở trên chiếc máy tính bảng này. Hiện tại máy được bán ra sử dụng hệ điều hành Android với version là 4.1.2. Thì ở trong này chúng ta có thấy cái mục chuyển động. Thì cái mục chuyển động này cho chúng ta có thể là chụp màn hình nhanh bằng cách vuốt tay hoặc là chạm lòng bàn tay để tắt màn hình, dừng âm thanh vân vân. Ngoài ra thì ở trong phần cái bút S Pen thì cũng có một số chức năng giống như là trên chiếc Samsung Galaxy Note 2 đang bán trên thị trường của Samsung. Ngoài ra thì các chế độ cài đặt này chúng ta cũng đã biết. Ở trong phần các ứng dụng được cài đặt sẵn ở trong máy thì có chức năng iNote HD và chức năng Paper Active. Thì hai chức năng này mình cũng đã nói ở trong cái video trước đây của máy tính bảng, chiếc máy tính bảng Mai Nguyên đã review. Chức năng xem trước. Tuy nhiên thì cái trên Note 8.0 này chức năng xem trước không có hỗ trợ play trực tiếp cái đoạn video clip mà chỉ zoom to cái hình ảnh của cái thumbnail của cái clip này thôi. Bây giờ mình sẽ thử xem cái clip này. Cái clip này được Samsung chép vào trong máy là khá chuẩn, cho nên là khi mà chúng ta xem cái đoạn giới thiệu này, cái âm thanh của cái clip này khá là tốt, hình ảnh cũng rất là sắc nét. Thì cái clip này chúng ta đã từng biết đến khi mà Samsung từng chép cái clip này ở trong một số cái dòng sản phẩm mà sử dụng cái màn hình AMOLED đầu tiên của Samsung. Thì Note 8.0 này vẫn hỗ trợ chúng ta xem cái video ở dạng pop-up. Ngoài ra thì những cái cài đặt ở trong cái máy thì cũng giống như trên Note 2, không có khác gì lắm. Bây giờ mình sẽ thử duyệt web ở trên chiếc máy tính bảng này. Các bạn có thể là lên website để xem cái cấu hình chi tiết cũng như những cái thông tin về cái sản phẩm này có rất là đầy đủ.
máy hỗ trợ về chức năng hai màn hình, cho nên là khi mà chúng ta duyệt web cũng có thể là xem những cái thông tin khác ở trên máy này rất là dễ dàng. Đây là chế độ hai cửa sổ của máy. Thì chiếc Samsung Galaxy Note 8.0 này đang chính hãng đang được bán tại Mai Nguyên với giá là 12 triệu đồng. Thì trước đây có một số trang web có giới thiệu về chiếc máy tính bảng này ở một số thị trường của nước ngoài thì có giá chỉ có 400 đô. Tuy nhiên thì cái phiên bản đó là phiên bản chỉ có hỗ trợ Wi-Fi, không có hỗ trợ SIM và gọi điện thoại giống như là chiếc máy tính bảng đang bán trên thị trường này. Cảm ơn các bạn.